lục độ hạnh Bồ Tát. Con người bình thường, bản thân mình, bản thân anh, bản thân mọi người, những cái người mà còn cơm áo gạo tiền, nên tu cái pháp môn này, nên tu ba cái pháp tu này. Mọi thành tựu bắt đầu từ pháp nhẫn. Mình hay khuyên người ta nhẫn, và vô cùng phù hợp với một cái lá số mà đầy giận dữ của mình. Mình có tiền, mình có tài năng, mình thông minh, mình nhiệt huyết, nhưng mà mình rất là thiếu sự thanh tịnh, an vui, tự tại. Đây, thì đối với những cái người mà dễ giận, dễ nóng tính, cọc tính, nên tu ba cái pháp môn này. Thì mình hay tự nói với bản thân của mình, nhịn đi. Mình khuyên người bạn bè của mình, nhịn đi, thôi đi, bỏ đi. Tất cả những cái lời nói đó, những cái lời khuyên đó là suông, khuyên cho tôi qua, tại vì không có phương pháp. Đây là một trích đoạn trong kinh Kim Cang, Kim Cang Bát Nhã. Một người bình thường muốn nhẫn nhịn được thì mình phải biết bố thí và trì giới. Phải bước lên được hai nấc thang này thì nấc này mình mới chạm đến được. Còn một người không đạt được cái này, bố thí là cho đi. Chữ bố thí này nói một tháng nói không hết. Tính đơn giản, nói đơn giản, cho tiền, cho vật, cho thức ăn là bố thí bên ngoài, là cho bên ngoài. Mình dễ dàng làm được điều đó. Cho sự giận dữ, cho sự cảm thông, cho sự sân giận, người khác mắng mình cho sự vui vẻ luôn, là bố thí bên trong. Mình cho được bên trong quan trọng, khó tập hơn cho bên ngoài. 5 năm đầu tập cho tiền, tập từ thiện, tập bố thí nó khó cho, nhưng mà trong lòng vẫn còn cái gì đó. Nhưng mà dần dần đã nó cần thời gian. Sau đến năm thứ 7, thứ 8, thứ 10 nhẹ nhàng thì mình phải tập. Tại sao mình phải tập? Tại vì mình biết rằng bố thí độ sanh tham. Mình khổ là mình tham, tham ái, tham danh, tham sắc, tham tình cảm, rất là nhiều cái tham. Mình tham mình khổ thì mình cho đi mình sẽ giảm khổ. Nói đơn giản, cho được bên trong, cho sự cảm thông là mình biết cho đi. Người biết cho đi rất dễ nhẫn nhục. Mình khuyên người ta nhịn, mình cho sự cảm thông mình mới nhịn được. Còn mình còn sân giận á, là mình cái tôi, cái ngã của mình còn lớn, mình không nhịn được. Thì mình không nhịn được, chuyện gì xảy ra? Gây oán, oán thì sẽ báo, đúng không? Trì giới là người biết giữ đạo, giữ luật lệ. Mọi quốc gia đều có cái luật lệ, luật thành văn và luật không thành văn. Mọi nơi mình đến, giao thông ở Việt Nam, lái xe chạy bên phải, trong nhà, trong công ty đều có luật lệ riêng. Mình giữ được cái văn hóa, cái luật lệ đó là mình giữ giới bên ngoài. Còn bên trong của mình ăn uống dưỡng sinh như thế nào? Trước đây bản thân của mình sống vô kỷ luật, thích dậy, thích ăn, thích uống, thích chơi gì là xả láng. Mình làm được tiền, mình còn bỏ một số tiền lớn mình đổ xe nữa mà. Đúng rồi. Đúng không? Là lúc đó mình chưa giữ giới. Yeah. Mình có thể giữ giới bên ngoài, nhưng mà lúc đó mình không giữ giới bên trong. Thế thì mình dưỡng sinh sao, mình ăn uống thế nào, và mình nói năng ra sao. Từ bi là khéo giữ khẩu nghiệp là từ bi. Lâu không làm cho người ta oán, làm cho người ta giận ra buồn là từ bi. Thế thì mình khéo giữ cái lời nói là mình biết giữ giới. Cái lợi ích của việc bố thí là giúp cho mình không có tham. Mình tham nhiều quá là mai mốt mình không có đi được. Nhà của tôi, đồ của tôi, danh của tôi, lợi của tôi. Mình biết trì giới, cái lợi ích của trì giới trước tiên là mình hạn chế tối đa cám dỗ. Tôi không uống rượu đâu, rượu mệt lắm.
bạn có đi thì bạn đi đi, à, đi uống cà phê thì rủ tôi, à, mình đã giảm được cái đó. Hồi xưa nó vui, bây giờ nó khác. Cái thứ hai là mình giảm tối đa tạo oán. Mình biết giữ đạo, mình biết giữ luật, mình làm đúng cái luật lệ ở cái nơi của mình, và mình nói năng như thế nào thì mình giữ được giới hay giữ được đạo là mình hạn chế tối đa rủi ro và không gây oán. Người biết giữ giới, giữ đạo dễ dàng nhẫn nhục. Thôi, người ta mắng mình, người ta đang sân giận, người ta mắng mình. Ba mẹ, người thân mắng mình, người đó đang đau khổ, không ai đang vui vẻ nói lời không hay. Mình cho đi và mình không có bộc phát cái sự sân giận của mình lên. Thế thì một người đạt được cái sự nhẫn nhục phải biết cho đi, phải biết giữ đạo, đúng không? Theo diễn giải trong kinh, đây anh chỉ đây là một cái trang thứ 8 của cái bộ lịch 2024, chỉ diễn giải đơn giản. Rồi bây giờ mình nhận, mình nhẫn với ai? Nhẫn với người, người tổn mình và cái người giúp mình. Người giúp mình là mình phải nhẫn rồi, còn cái người tổn mình á, mình cũng nên nhẫn. Tại sao họ tổn mình mà không tổn người khác? Phải có nhân quả với nhau. Nhưng có gần có xa, có những nhân mình không thấy được. Thế thì mình phải nhẫn với người tổn mình. Nếu mà hai đứa mình sau này nói thôi, cuộc sống này chán quá, gia đình còn nha, còn gia đình bà con nha, nói thôi, xách ba lô lên núi tu. Mình lên núi mình nhẫn với ai? Mình lên núi mình bố thí với ai? Mình lên núi, mình mà không khéo mình đến một cái nơi nào nó tự do là mình phá giới luôn, đừng nói trì giới. Mình phải hiểu là nhẫn với người, người tổn mình và người giúp mình, ai cũng là Bồ Tát hết. Nhẫn với, thứ hai là nhẫn với tự nhiên. Hỏa hoạn, lũ lụt, nắng mưa, kẹt xe, đâu có muốn. Tại sao mình than trời trách người? Mình sinh ra trong cái xã hội dễ kẹt xe, mình lệ thuộc vào công nghệ. Nguyên một buổi sáng mình đã có một cái kỷ luật, một cái giữ giới rất là tốt. Dậy mấy giờ ngồi thiền, không thiết bị điện tử trong vòng buổi sáng là mình đang trì giới. Thì mình đang sống trong một cái xã hội rất là nhiễu loạn, dễ ảnh hưởng bởi công nghệ thông tin. Nhẫn với tự nhiên. Thứ ba là nhẫn trên đường tu học. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Mình đạt được ba bước này, mình chắc chắn rằng ai đạt được ba bước này đều là an vui tự tại. Chưa đạt được, mọi thành tựu bắt đầu từ pháp nhẫn. Pháp nhẫn và bố thí được nói nhiều nhất trong toàn bộ tất cả những bộ kinh đại thừa. Bố thí độ sanh tham, nhẫn nhục độ sân giận, tinh tấn độ giải đãi là lười biếng, thiền định độ tán loạn. Mình siêng năng, tinh là tinh tường, tấn là tấn tới, tiến mà không lui. Mình hiểu được cái pháp môn như thế nào, mình cứ tiến tới mình làm. Pháp môn anh hướng dẫn cho mọi người nghe giảng kinh trong nhiều năm, một đến hai bộ, không nghe nhiều. Giúp cho cái kho chứa của mình, cái tàn thức của mình chứa những cái hạt giống, những cái lời trong kinh, nhưng thế là dụng được rồi. Tinh tấn, có tinh tấn mới có thiền định. Thiền định độ tán loạn, mình thanh tịnh rồi, mình không còn bị sao nhãn bởi lời hay, món ngon, món xấu, món đẹp, lời nói tốt xấu của người khác, và mình giảm đi được cái sự sân bên trong của mình. Nên thiền định độ tán loạn. Và cuối cùng, trí tuệ độ ngu si. Mình có trí tuệ, mình hiểu rằng sáu cái thức của mình, năm con ma bên trong của mình, tất cả là mình bị mây mờ nó che. Ngày nào cũng có nắng, ngày tối là do mây che, gương mà bị mờ là do bụi che. Mình mà mê lầm do mình ngu si. Ngu si chính từ bản thân bên trong của mình. Có một là có tất cả, tất cả là một. Nhưng mà nói đơn giản theo dân gian của mình, đạt được ba cái này đi, rồi hãy tiến lên ba cái này. Thì ba cái một bố thí, trì giới, nhẫn nhục, mình hoàn toàn trong khả năng, nhưng mà mình phải hiểu phương pháp. Tại sao phải cho? Cho cái gì? Ví dụ làm từ thiện, xin là xin tấm lòng,
không phải là xin tiền, nhưng mà cả hai cùng với nhau luôn là một cặp. Mình tập cho, mình tập giữ giới thì mình có được sự nhẫn nhục, nhịn được rồi cái kiểu nào mình cũng an vui tự tại. Nên sau này khuyên một người nào mà nhịn á thì phải xem cái người đó có hai cái này hay chưa. Một người mà chưa có hai cái này, khuyên hai cái này trước khuyên nhẫn nhục sau. Rồi, cảm ơn mình, anh tắt máy cái nói chuyện tiếp tí xíu. Yeah.